Tối 11 tháng 11, Haydn 2 tạo được cơ hội trước Bayern. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch sớm lấy lại thế trận. Phút 14, sau khi thoát xuống cánh phải, Leroy Sane chuyển vào trong kiến tạo bàn đầu. Sau khi nhận bóng, Kane đảo qua cầu thủ theo kèm, rồi dứt điểm vào góc cao. Có bàn thắng sớm, Bayern tiếp đà tấn công. Konrad Lehmer, Sane và Buna Sarr lần lượt có cơ hội trước khung thành Haydn 2. Tuy nhiên, phải đến phút 44, đội chủ nhà mới ghi bàn thứ hai. Sau quả phạt góc của Sane, Kane đánh đầu nhân đôi cách biệt. Kane lập kỷ lục ghi 17 bàn trong 11 trận đấu Bundesliga, phá kỷ lục cũ 16 bàn của Robert Lewandowski. Tính trên mọi đấu trường, tiền đạo người Anh ghi 10 bàn trong 4 trận gần nhất. Sane cũng gây ấn tượng về thành tích cá nhân. Tiền đạo cánh người Đức hiện dẫn đầu bảng kiến tạo với 6 đường truyền thành bàn trong 11 vòng đầu, bằng Xavi Simon của Ami Leipzig. Sau giờ nghỉ, Haydn 2 chơi quyết liệt hơn. Cách chơi này đã hạn chế không ít cơ hội của Bayern. Tuy nhiên, nếu không dứt điểm hỏng trước thủ môn Kevin Müller, Kane có thể đã lập hat-trick thứ 3 liên tiếp tại Bundesliga. Pha bỏ lỡ của Kane đã trở thành bước ngoặt của trận đấu. Gần như ngay sau đó, phút 67, Tim Pleiden kết thúc pha phản công sắc bén rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Haydn 2. 3 phút sau đó, đội khách tiếp tục gây bất ngờ. Sau đường truyền hỏng của Kim Min-jae, Jan-Niklas Best sút ngay rìa vòng cấm gỡ hòa 2-2. Tuy nhiên, Haydn 2 không thể duy trì thế cân bằng quá lâu. Phút 72, Rafael Guerrero sút từ 16m khôi phục thế dẫn bàn cho Bayern. Sau khi có bàn thứ 3, đội chủ nhà chơi chắc chắn và chắc chiu cơ hội hơn. Đến phút 85, Eric Maxim Choupo-Moting đánh đầu từ đường truyền của Mathai Tel, ấn định chiến thắng 4-2. Bayern hiện có 42 bàn sau 11 vòng đầu, phá kỷ lục 40 bàn của chính họ đầu mùa năm 2021 đến năm 2022. Sau trận thắng 2-2, Bayern lên dẫn đầu Bundesliga với 29 điểm. Chỉ sau 3 phút bóng lăn, tiền đạo Kylian Mbappé đã làm rung lưới đội chủ nhà Rang ở trận đấu thuộc vòng 12 Ligue 1 diễn ra vào tối 11 tháng 11, giờ Việt Nam, từ đường truyền bổng vào vòng cấm của đồng đội bên cánh phải. Chân sút người Pháp đá nối một cách hoàn hảo đánh bại thủ thành Evan Dier mở tỷ số cho đội nhà. Phút thứ 7, đội chủ nhà Rang có pha phản công nhanh từ giữa sân. Tiền đạo người Nhật Bản Ito Junia nhận đường truyền của đồng đội bên cánh trái rồi dứt điểm làm tung lưới thủ thành Donnarumma. Tuy nhiên bàn thắng sau đó bị từ chối do lỗi việt vị trước đó của cầu thủ Darami trước khi chuyển bóng cho Ito ghi bàn. Bị dẫn bàn, đội chủ nhà dâng cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn gỡ hòa nhưng sự xuất sắc của thủ thành Donnarumma trong khung gỗ của PSG đã giúp đội khách bảo toàn được lợi thế 1-0 trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ giải lao. Bước sang hiệp 2, việc dâng cao đội hình của Rang đã khiến họ phải trả giá. Phút 59, từ pha phản công nhanh bên cánh phải, Solar chuyển bóng thuận lợi cho Mbappé băng vào vòng cấm dứt điểm cận thành để giúp PSG vươn lên dẫn trước 2-0. Phút 82, Mbappé kết thúc ngày thi đấu hoàn hảo của mình bằng cú hat-trick bàn thắng ấn tượng và giúp PSG ấn định chiến thắng 3-0. Tiền đạo 24 tuổi lần đầu lập hat-trick mùa này và nâng thành tích làm bàn lên 15 bàn qua 15 trận trên mọi đấu trường. Trong đó, anh ghi 2 bàn ở Champions League và 13 bàn ở Ligue 1, đồng thời dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải đấu số 1 Đức Pháp, thắng đậm Rang. PSG đã giành lại ngôi đầu Ligue 1 từ tay Nice sau 12 vòng đấu nhưng câu lạc bộ thủ đô Paris đã thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận.